Xin chào tất cả các bạn. Trong video buổi hôm nay thì mình xin chia sẻ một cái chủ đề đã đang và mình nghĩ sẽ là luôn nóng trong cái ngành bảo hiểm nhân thọ. Cái chủ đề đấy là về cái trường hợp mà kỳ thay kỳ hộ trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ thì sẽ như thế nào, hậu quả có thể sẽ là như thế nào và cái quyết định của các công ty bảo hiểm nhân thọ sẽ là như thế nào. Thì mình sẽ xin phép là mình sẽ sử dụng cái nội dung của slide để làm cái sườn. Thì cái tiêu đề của cái slide của mình là gì? Ký thay ký hộ trên hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Khi nào thì công ty bảo hiểm nhân thọ có thể tuyên hợp đồng vô hiệu? Đúng không ạ? Thì để trả lời được cái trường hợp này thì mình cần hiểu một số các ý như sau. Thứ nhất là ý nghĩa của chữ ký. Đấy. Để chọn thứ hai là chữ ký, cái việc mà ký sai với chữ ký gốc là gì, và thứ ba là mới đến cái trường hợp là ký thay và ký hộ. Đấy, thế thì ý nghĩa của cái chữ ký thực ra nó là thể hiện cái ý chí của người ký tên trên văn bản, tức là khi người ta đồng ý với cái nội dung mà đã thể hiện ở trong cái văn bản đấy thì người ta sẽ ký tên của mình ở trên, ký tên của mình vào cái văn bản đấy, đúng không ạ? Nó thể hiện cái ý chí rằng là tôi đồng ý với cái nội dung của cái văn bản này. Được chưa? Đấy là về ý nghĩa của chữ ký. Đấy. Thế còn cái trường hợp là gì? Ký sai với chữ ký gốc là gì? Thì cái văn bản đầu tiên mà người đấy, một người nào đấy ký, đúng không ạ? Và có chữ ký tươi của người ta lần đầu tiên thì nó gọi là cái văn bản gốc. Thế thì lần sau khi mà có những cái giao dịch mà bắt buộc phải có xác nhận về bằng phải có xác nhận bằng chữ ký, thì nếu mà cái người đấy mặc dù là cùng một người, đúng không ạ, cùng một người, nhưng mà gì ạ, cái chữ ký lại, cái ký để xác nhận lại, đúng không ạ, chữ ký mà nó khác nhau thì người ta sẽ gọi là trường hợp đấy là ký sai, đúng không ạ, ký sai chữ ký. Tại sao mình lại đưa ra vấn đề như này là bởi vì có một số cái báo, thậm chí là báo rất là lớn luôn, báo người ta dùng những cái liên quan đến tiêu đề nó rất rất là lệch lạc và sẽ gây hiểu lầm, đúng không ạ? Ví dụ như là gì, ký sai chữ ký người dân khách hàng là gì, khách hàng gặp vô vàn khó khăn khi đòi quyền lợi bảo hiểm, trong khi đấy nội dung thì lại gì ạ, nội dung nó không phải là ký sai chữ ký mà nó là ký thay và ký hộ, đúng không ạ? Mình muốn làm rõ cái khái niệm là ký sai chữ ký nó khác hẳn với việc là ký thay và ký hộ. Đấy, thế thì cái việc ký thay và ký hộ thì nó khác với ký sai là như thế nào? Ký thay và ký hộ tức là cái người gọi là gì ạ? Nó trong trường hợp ký thay ký hộ nếu theo định nghĩa về theo pháp luật thì nó là liên quan đến cái trường hợp là ủy quyền ký. Đấy, thì tức là thay mặt một cái người nào đấy để ký hộ. Ký gọi là gì ạ? Ký ủy quyền để ký, đúng không ạ? Nó khác hẳn với việc là ký sai chữ ký. Đấy thì mình muốn nhấn mạnh cái ý đầu tiên là như thế, ký sai chữ ký nó khác với ký thay và ký hộ. Rồi, thế thì áp dụng với trong bảo hiểm nhân thọ thì như thế nào? À, nếu với trường hợp là ký sai với chữ ký gốc thì bây giờ trên cái hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khi mà giao kết hợp đồng thì khách hàng sẽ ký có một cái chữ ký gọi là chữ ký tươi, chữ ký bằng người ta là gì ạ, dùng tay để ký trên, dùng bút để ký trên cái hợp đồng đấy, đúng không ạ? Thế thì giả sử như là gì, trong vòng 5 năm, 10 năm, thậm chí là 30 năm, đúng không ạ, và người ta thay đổi cái chữ ký của người ta, đúng không ạ, thay đổi chữ ký mà người ta, cái khách hàng đấy không không lại không gì ạ, không cập nhật với công ty bảo hiểm. Đấy, thì khi mà cái sự kiện bảo hiểm xảy ra và cần có cái chữ ký để xác nhận trước khi cái giao dịch được thực hiện mà cái chữ ký đấy nó không giống với cái chữ ký trong cái bộ hợp đồng mà công ty giữ gọi là bộ hợp đồng gốc thì dẫn đến là gì ạ? À, vậy là công ty người ta sẽ thấy rằng là chữ ký này không giống. Cái này tương tự với cái nghiệp vụ ngân hàng thôi ạ. Khi các bạn rút tiền mặt từ ngân hàng và phải có một cái bước là ký xác nhận và mình ký không đúng thì nhân viên ngân hàng cũng sẽ không thể thực hiện cái giao dịch đấy và người ta sẽ yêu cầu là ký lại, thậm chí ngân hàng còn sẽ không cho bạn xem cái chữ ký gốc. Không cho xem cái hình ảnh của chữ ký gốc, bởi vì nếu cho xem cái hình ảnh chữ ký gốc
có thể người ta sẽ ký lại giống được, đúng không ạ? Và dẫn đến là một cái lỗ hổng về bảo mật, về về an toàn, về trong giao dịch. Thì trong bảo hiểm cũng thế mà thôi, trường hợp ký sai thì nó giống hệt như trong trường hợp của ngân hàng. Cái đáng nói ở đây phải nói nhiều hơn, đấy là trong trường hợp ký thay và ký hộ. Ký thay và ký hộ là như thế nào? Ở đây mình sẽ không nói đến trường hợp là tư vấn viên, mà thôi kể luôn, mình sẽ kể luôn cả trường hợp là tư vấn viên ký hộ, được chưa? Thì ở đây ký thay ký hộ thì sẽ như thế nào ạ? Trường hợp thứ nhất là ký thay bên mua bảo hiểm. Đấy, ký thay bên mua bảo hiểm. Thì bây giờ mình lấy giả sử như là gì, mẹ mua gọi là gì ạ? Vợ vợ ký, gọi là chồng chồng quyết định tham gia bảo hiểm, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà gì ạ, lúc mà tư vấn viên đến để ký hợp đồng thì lại gì ạ, lại không có nhà, đúng không ạ? Có nhà và gì ạ, ông chồng này bằng qua điện thoại, đúng không ạ? Ví dụ đi, qua điện thoại rằng gì ạ, bảo là vợ ký hộ luôn, đúng không ạ? Hộ ký hộ luôn trên trên hợp đồng bảo hiểm. Thì cái trường hợp này thì sẽ như thế nào? Cái trường hợp này nếu mà nói theo 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 cái gọi là gì, nếu mà nhìn ở trên cái bộ hợp đồng bảo hiểm, trên điều khoản hợp đồng bảo hiểm, thì nó sẽ có một ý là gì, bên mua bảo hiểm phải là cái người ký tên ở trên hợp đồng bảo hiểm. Thì theo cái bộ hợp đồng bảo hiểm này thì thế nào ạ? Thì cái người chồng này đang làm sai, được chưa ạ? Thế thì tuy nhiên khi mà trong trường hợp mà sự kiện bảo hiểm xảy ra và ra tòa, đúng không ạ? Trong trường hợp mà ra tòa thì công ty bảo hiểm cái trường hợp này có được tuyên cho cái hợp, có gì, có thể gọi là gì, tuyên cái hợp đồng này vô hiệu 100% và khách hàng không thể phản kháng hay không? Thì cái câu trả lời ở đây nó sẽ còn tùy thuộc, đúng không ạ? Nó sẽ còn tùy thuộc vào cái tình huống nó như thế nào. Ví dụ bây giờ mình lấy là gì, bây giờ mình lấy ví dụ như khách hàng là tham gia năm 2015, đúng không ạ? Đấy, khách hàng đấy ký hợp đồng năm 2015 đến năm 2020 là có sự kiện bảo hiểm, đúng không ạ? Có sự kiện bảo hiểm là chẳng hạn như mình nói, ví dụ như trong trường hợp là tử vong đi. Đấy, thế thì từ năm 2015 đến 2020 có sự kiện bảo hiểm thì nó sẽ tùy thuộc vào gì? Nếu trong vòng 5 năm đấy, nếu trong vòng 5 năm đấy mà cái người chồng ấy, đấy, tại mỗi một thời điểm tái tục mà cái người chồng đấy là gì ạ? Cái người chồng là vẫn là trực tiếp đấy, thanh toán phí bảo hiểm định kỳ. Định kỳ thì trong trường hợp này luật sư hoàn toàn có thể là gì ạ? Hoàn toàn khách hàng có thể là gì? Vẫn có rất nhiều cái cơ hội để tranh thắng, gọi là chiến thắng trong cái việc tranh tụng. Và thực tế trong trong lịch sử đã có những trường hợp như thế. Tại vì sao ạ? Bởi vì là có một cái điểm mấu chốt rất quan trọng là như thế này, là cái người chồng mặc dù tại thời điểm giao kết anh ấy không trực tiếp ký trên hợp đồng bảo hiểm, nhưng như mình nói ở phần trước ấy, cái chữ ký nó chỉ có ý nghĩa là gì, nó thể hiện cái ý chí của cái người người ký trên đấy thôi, và người ta đồng ý với cái thỏa thuận trong hợp đồng. Thế thì cái ý chí đấy lại còn được thể hiện tiếp bằng cái gì ạ? Trong từ năm 2015 đến năm 2020, cái anh chồng này vẫn là người trực tiếp thanh toán phí bảo hiểm định kỳ và đúng hạn. Thì cái việc mà anh ta là gì, trực tiếp thanh toán, ví dụ như là gì, nhân viên đến thu này, hoặc là anh ta chuyển khoản này, đúng không ạ? Và anh ta chứng minh được trong cái giao dịch đấy, chứng minh được là gì, cái người chồng này là vẫn là cái người đứng ra đóng bảo hiểm bình thường, thì có nghĩa rằng là anh ý đã đồng ý tham gia bảo hiểm và đồng ý với cái thỏa thuận ban đầu. Thì cái tỷ lệ thắng trong cái quá trình kiện tụng của đối với doanh nghiệp bảo hiểm là rất cao, và trong 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 lịch sử là đã có những trường hợp thắng như thế rồi. Được chưa ạ? Đấy, thì cái này cũng áp dụng, thậm chí cái này cũng áp dụng được cho trường hợp là gì ạ?
tư vấn viên ký vào đấy. Tuy nhiên, cái video này không phải là để khuyến khích tư vấn viên làm như thế, mà thế nào ạ? Lúc đấy nếu là chuyện của người chồng yêu cầu người vợ, nhờ người vợ ký hộ trên hợp đồng bảo hiểm, thì cái chuyện này không liên quan gì đến công ty bảo hiểm, về giữa cái việc người chồng gọi là ủy quyền cho người vợ ký qua điện thoại, đúng không ạ? Nhưng nếu cái người tư vấn viên mà ký cho khách hàng, đúng không ạ, thì thế nào ạ? Thì mặc dù lúc đấy sự kiện bảo hiểm xảy ra thì công ty vẫn trả quyền lợi bảo hiểm, chi trả quyền lợi bảo hiểm cho người chồng, cho cái khách hàng. Tuy nhiên là gì ạ? Về mặt xử lý nội bộ thì công ty hoàn toàn có quyền kỷ luật cái người tư vấn viên đã ký trên hợp đồng bảo hiểm, bởi vì cái đấy là sai hoàn toàn so với cái luật kinh doanh bảo hiểm. Được chưa? Đấy là trường hợp thứ nhất, ký thay bên mua bảo hiểm thì khách hàng có cái khả năng thắng trong cái việc là gì? Tranh chấp kiện tụng là cực kỳ cao. Đấy. Thế còn trường hợp thứ tiếp theo là gì ạ? Ký thay cho người được bảo hiểm. Thì bây giờ mình lấy ví dụ đi. Đúng không ạ? Mình lấy ví dụ đi. Vợ là mua tham gia cho bản thân. Đúng không ạ? Cho bản thân. Sau đấy là gì ạ? Lại gì? Kèm thêm. Thêm cho chồng. Nhưng cái ông chồng này này. Cái ông chồng này là ông ý gì ạ? Ông chồng này ông lại không đồng ý tham gia bảo hiểm. Cái câu chuyện là ông chồng này. Ông ấy không đồng ý. Không đồng ý tham gia. Và là gì ạ? Cái chị vợ này vẫn ký, dùng cái chữ ký của mình để, hoặc là dùng ký nhái để ký trên cái chữ ký của ông chồng, thay chữ ký cái chữ ký của ông chồng. Thì khi mà cái sự kiện bảo hiểm xảy ra, đúng không ạ, thì lúc đấy công ty bảo hiểm nhân thọ người ta sẽ xử lý như thế nào? Người đối với trường hợp này thì công ty bảo hiểm hoàn toàn có quyền là gì ạ? Tuyên hợp đồng vô hiệu. Tuyên hợp đồng vô hiệu. Vì sao ạ? Bởi vì cái mà cái người mà đóng phí bảo hiểm định kỳ sẽ là người vợ. Cái người vợ sẽ là người đóng phí bảo hiểm định kỳ, chứ không phải là ông chồng. Vì vậy là gì ạ? Sẽ không có một cái bằng chứng nào thể hiện được rằng là gì, cái ông chồng này là đồng ý tham gia. Các bạn hiểu cái ý trên không ạ? Ở phía trên thì khi ông chồng là người mua bảo hiểm, tức là ký thay bên mua bảo hiểm, thì trong quá trình giao dịch đóng phí bảo hiểm thì còn có một cái bằng chứng là thể hiện rằng là người chồng đấy đã đồng ý tham gia bảo hiểm qua bằng cái việc là thanh toán phí bảo hiểm định kỳ. Tuy nhiên nếu mà mình ký thay người được bảo hiểm mà gì, cái người được bảo hiểm đấy là trên 18 tuổi, có quyền công dân rồi, mà mình lại ký thay người ta thì cái rủi ro cực kỳ lớn, đúng không ạ? Và nếu công ty bảo hiểm người ta làm găng và cứ cứ theo lý người ta làm thì gì ạ? Cái hợp đồng này sẽ được tuyên vô hiệu. Và cái trong trường hợp đấy là gì? Rủi ro xảy ra đến người chồng thì cũng sẽ không được nhận quyền lợi gì cả. Đấy, thì với cái nội dung ngắn gọn như thế này thì mình hy vọng rằng là anh chị em đã hiểu một phần nào đấy về cái trường hợp là gì ạ? Ký thay và ký hộ ở trong hợp đồng trong bảo hiểm nhân thọ là như thế nào, và một các số các cái bài báo giật tít rằng là gì ạ? Ký sai chữ ký, đúng không ạ? Thì các bạn anh chị em và các bạn đọc kỹ nội dung và hiểu rõ cái việc là ký sai chữ ký nó khác hoàn toàn với việc là ký thay và ký hộ. Đấy, hy vọng là vào nội dung của video là hữu ích, và nếu anh chị em mà và các bạn có cái thắc mắc hay comment gì thì vui lòng comment ở phía bên dưới. Xin cảm ơn.